Đây là hai cái ví dụ điển hình của cái độ dài bicep mà nó hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể thấy là bicep của Oliva thì nó kéo dài đến yếu lên rồi đã. Vâng. Để tí. Ôi giời ơi, lâu quá mới gặp này. Vào đây. Ôi giời, làm YouTube phải đau lưng quá. Ôi, có vấn đề gì mà sang đây? Anh vẹo bố bên lưng. Đấy là cổ. Dạo này thì nghỉ cũng phải 6 tháng rồi, nghỉ từ cái vụ mà mình đi thi chạy. Ừ. Đấy, sau đấy anh nghỉ đây luôn để định làm tuần sau định làm cái series tập luyện cho anh em tập lại. Mình nghĩ là chắc là tháng sau là cũng mở lại rồi. Đấy, thế nên là nhưng mà YouTube nhiều quá. Thì chắc là mấy tháng vừa rồi là ngồi bàn máy nhiều đúng không? Tại vì cái dịch nhưng mà up đều lắm, tuần này 3-4 thấy YouTube up nhiều. Ok. Thế thì là mình là đau cổ này. Đau lưng này. Nó vẹo toàn bộ một bên phải. Nhưng mà cái tay trái thì lại đau. Tay trái đau hai ngón này. Về cái mức độ đau thì nó là đau âm ỉ này, đau nhức, mình cảm giác nó nông hay là nó sâu, nó đau âm ỉ, mệt mỏi hay là đau nhức, buốt, khó chịu. Nói chung là cũng âm ỉ bình thường thôi, cũng không ảnh hưởng đến cổ hay là phần thắt lưng. Có đau lan đi đâu không hay là chỉ tập trung quanh cái cột sống thôi? Cái bên này thì hơi một chút mông, thắt lưng thì hơi xuống một chút mông. Còn cổ thì nếu mà em xoay đầu sang bên này thì anh sẽ thấy hơi tức bên phải thì mình sẽ thấy hơi tức vì nó để lé sang bên đấy. Ok, có xuống vai tay gì không? Không, vai tay thì bình thường. Thế thì còn cái phần cẳng tay thì thấy thế nào? Một tay thì nó nhức hai ngón này là cái phần đây. Chỗ đấy là lồi cầu ngoài. Thế khi mà mình nắm, mình vặn đây thì thấy nó như thế nào? Hay là khi mà mình gấp mu có như thế này, thì là nếu mà gồng chặt đấy là nó chưa rút. Đấy. Thì chắc là cũng cuối ngày thì mình sẽ thấy mỏi hơn. Thì cái đấy không, là cái này thì chắc là anh cũng không hiểu sao bây giờ lúc nào anh gồng nó cũng sẽ chưa rút luôn. Đấy. Này thì cũng là một cái điển hình của mấy ông dân văn phòng làm bàn máy, cầm chuột và bấm máy nhiều. Ok. Về thăm khám tổng quan hay là thăm khám về vận động là chụp X quang với các thứ cơ xương khớp thì chắc thời gian gần đây cũng không đi khám. Nói chung là dịch ra thì nó vẫn có cái phim gần nhất là phim từ hồi Tết đúng không nhỉ? Lâu lắm. Từ hồi Tết thì nhớ là hồi Tết có xem, có Huy khám tổng quan, có xem phim cho Huy. Thì không, về phần cột sống không thể có vấn đề gì đặc biệt về tổn thương ví dụ như thoái hóa hay là có những cái xác định sớm như là hẹp các khớp để hướng tới thoát vị thì cũng không thấy có. Nói chung là tuổi đấy thì như thế là rất là tốt rồi. Tuổi đấy như thế là rất là tốt, chẳng qua là thời gian gần đây mình chuyển hẳn sang một cái chế độ sinh hoạt khác, cộng thêm nữa là mình không kiểm soát được cái chế độ sinh hoạt đấy. Là nó có những cái dấu hiệu ban đầu thôi, cũng chưa đến mức là nặng nề lắm, nó là dấu hiệu ban đầu thì mình có thể phải chú ý đến nó và mình tìm hướng làm sao để mình khắc phục và xử lý nó đúng không? Rồi, ok. Thì là nắm được đa phần về cái lý do mà Huy ngồi đây rồi. Thì bây giờ có thể là mình sẽ khám chi tiết cho Huy một chút để xem là cụ thể sâu bên trong vấn đề nó có cái gì và mình sẽ làm thế nào để mình khắc phục những cái vấn đề đấy. Ok. Phải sang bên này khám nhé. Sang bên ngoài này. Thế như thế nào, cử động như thế nào, nắm này, nắm mà sẽ thấy có chịu này. Đây là đồi cầu ngoài này. Có thấy tức xuống ngón tay không? Đây là đồi cầu trong này. Đồi cầu trong thì xuống hai ngón này thì có vấn đề gì không? Có đồi ngoài gì? Tức gì? Thử phát khăn mạnh như thế này. Chặt vào, nắm chặt. Bên này khó hơn. Nhanh mỏi hơn. Cảm giác bên độ chuyển động của mặt quật lên mực tích cực. Ok. Quay từ anh kia nhanh quá. Sao quá không bị kiểu hay gặp mình hay không? Thà là mạnh quá. Mạnh hơn nữa này. Chịu khó ra quá rồi bạn. Nên gì nó lâu lên kia mà để làm bị chịu quá. Mất chị tay cầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Cái xíu đấy đi, Rồi là nhẹ hơn nó nhiều. Đau quá. Không bình thường nữa. Đi chuyển ra đây đi, từ đây. Từ đây ta quay rồi, địch quay sát rồi. Thả lỏng hít thở nhé. Thở cổ lên nữa này, thở cổ. Thả lỏng nhé. Hít thở nhẹ nhàng. Thả lỏng mà. Đau không? Được. Ngực cổ em còn à? Thở luôn. Ok. Ngồi chắc rồi. Dậy, nhổm dậy đi. suy nắng. Hít, hít nè, vào nè. Ok. Hít nè. Vào nè, nè. Nó đóng cửa. Đây đây Huy ơi. Ừ. Anh nghe đấy. Vâng. Hít này. Thở ra từ từ, ra lòng. Trường quốc. Hít này. Thở này. Ngạc kia này. Siêu người bị dẹp thế nào. Nào này. Nào. Hít này. Thở ra từ từ. Thở ra hết. À. Chân bẩn quá. Cãi chân. Hai cầm. Hít này. Thở từ từ. Ok, phải ngồi dậy cả. Cắt ghép để thủ thuật thôi là được à? Này thì lại hơi nhẹ với Huy hay là vừa? TTT à? Thấy nó đến đâu? Thấy nó khoảng tầm mấy cm theo cái điểm ngọn của nó. Không biết. Nó có xuyên lên sang tận bên này không? Không. Không, thì ở giữa là gì? Chưa đến. Chưa đến ở giữa? À, chưa đến. Nếu ra rồi. À. À này. Như cái... bắt đầu thấy ngón tay này à. Mà ngoài đến tận đây đấy. Hỏng tay là nó tê phết đấy. Dạ rồi. Cho tí đầu mũi thôi. Ok, đi sang bên này. Yes, đẹp kính thôi. Khi nào cũng có sống hợp với cái khoa này. Cắn hẳn xuống. Rồi. Cái đầu thêm dáng hít đi. Rồi chuyển bên nào. Rồi thẳng chân này. Rồi ứng. Di chuyển lên trên một chút này. Ok. Di chuyển xuống dưới một chút này. Làm đấy một chút để lấy lại đường cong, với cả lấy lại được độ linh hoạt của cuộc sống ngực. Ok, được rồi. Vậy nè. Ok, được rồi. Thứ Huy thấy thế nào? Sau buổi trị liệu hôm nay thì Huy thấy thế nào nào? Cũng xoay được luôn. Lúc vậy cũng đã thẩm định với nhau rồi đúng không? Sau khi làm mình cũng đã thẩm định với nhau thì về biên độ chuyển động thì đánh giá Huy đỡ được khoảng tầm 80%. Thế thì cũng là khẳng định là với Huy là không phải là mình đến trị liệu là 100% mình sẽ khỏi được hoàn toàn. Cái đấy cũng là cả một quá trình, tại vì thời gian mà mình gây ra được vấn đề này cũng là một khoảng thời gian dài mình tích lũy. Thế nên là một buổi trị liệu cũng không thể nào hết được. Nhưng mà nói về đánh giá qua thẩm định lại về biên độ chuyển động cũng như là thẩm định lại về vấn đề về cuộc sống thì em thấy là đỡ được khoảng 80%. Còn về cảm nhận của Huy thì Huy thấy như thế nào? Anh thấy thoải mái luôn rồi. Nhưng mà ngày mai là anh vẫn sang. Okay. Cái đấy thì ok, thì mình cũng sẽ trị liệu với nhau vài ngày cũng được. Nhưng mà chắc chắn thì như em nói ở đầu tiên đấy thì mình cũng sẽ phải có thêm cái yếu tố ở bên ngoài nữa, tức là ở nhà mình sinh hoạt, mình làm việc hay là mình quay trở lại chế độ tập luyện thì nó cũng làm sao cho nó khoa học và chính xác nhất. Tại vì cái đấy thì mới là nguyên nhân gây ra vấn đề của mình, thì nó sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn. Ok, được rồi. Thế thì con Huy còn có vấn đề hay có câu hỏi gì nữa không? Nói chung là bây giờ phải quay lại tập luyện, chứ không thể là để nó beta như thế này được. Ok. Đấy. Thì thôi cố gắng thì như các bạn đón xem, và mình chắc là cũng sẽ phải thay đổi lại một tí, không thể lúc nào cũng ngồi làm mỗi những cái content để phân tích cho các bạn được. Cho nên là có thể là sau này chúng ta sẽ chuyển đổi một chút về cái việc tập luyện. Cùng theo dõi nhé. Còn đây là phòng khám của Đỗ Hiếu, cùng tầng với Smally. Chắc là mình sẽ để cái link ở bên dưới, nếu mà bạn nào có vấn đề về cơ xương khớp chẳng hạn thì có thể tham khảo qua, được không? Ok, xin chào các bạn. Bye bye.